Việt Nam Golden Star hay Hội Cổ động viên Ngôi sao vàng Việt Nam là hội cổ động viên quy mô và cổ vũ chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Trong 5 năm qua, thủ lĩnh của VGS, chị Đỗ Hoàng Yến đã kêu gọi nguồn lực xã hội để may 5 lá cờ có kích thước 450m² nhằm tiếp lửa cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam ở các giải đấu lớn. Đại kỳ thường được đưa lên khán đài và bung hết ra khi đội tuyển chào cờ trước trận đấu và khi đội nhà ghi bàn thắng. Đại kỳ thứ 6 do Hội Cổ động viên Ngôi sao vàng Việt Nam tự may có kích thước lên đến 3.000m² đã sẵn sàng tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trong trận tiếp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 1 tháng 2 tới. Việc may đại kỳ lớn kỷ lục Việt Nam này được các thành viên của hội lên kế hoạch và chuẩn bị từ hơn 1 tháng trước. Dự kiến ngày 25 tháng 1, Hội Cổ động viên Ngôi sao vàng Việt Nam sẽ cùng nhà đồng hành FPT Play hỗ trợ di chuyển ra Hà Nội vào ngày 27 tháng 1. Lý giải về việc may đại kỳ, Chủ tịch Hội Cổ động viên Ngôi sao vàng Việt Nam Đỗ Hoàng Yến cho biết, nếu không có khán giả do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua, thì lá đại kỳ sẽ thay mặt hàng triệu cổ động viên Việt Nam xem trận đấu qua truyền hình cổ vũ đội tuyển. Đại kỳ này sẽ lấp đầy 1/4 khán đài sân Mỹ Đình và được huy động kinh phí từ các thành viên trong hội cũng như quyên góp từ nhiều mạnh thường quân. Đối tác FPT Play đã liên hệ muốn đồng hành với hội VGS để tạo dấu ấn đặc biệt hơn cho chương trình đầy ý nghĩa này.